Tòa Giám mục Hải Phòng, 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng thông báo những sự kiện quan trọng của giáo phận. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh, quý ban hành giáo và anh chị em tín hữu giáo phận Hải Phòng. Sau hơn 3 năm cầu nguyện và chờ đợi, thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản làm Giám mục Hải Phòng. Tòa Giám mục xin thông báo những sự kiện sắp tới như sau. 1. Thánh lễ tạ ơn của Đức Tổng Giám mục Du. Linh mục Giuse Bùi Hữu Duy, Văn phòng Tòa Giám mục.